Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Chồng cũ lại muốn tái hợp rồi, tập 30. Tránh ra! Đừng động vào tôi! Đồ xấu xa! Đừng động vào chú nhỏ! An An, đừng lại đây! Mau đi đi! Đừng làm hại thằng bé! Xin các người đừng làm hại thằng bé! Tôi xin anh. Tất cả những điều này đều là để em vĩnh viễn không thể rời xa tôi. Vĩnh viễn thuộc về tôi. Tất cả đều là vì em. Đừng trách tôi. Em đang cầu xin ai vậy? Không được kích động, không được phản kháng. Nguyên Đáng và Khang An vẫn đang nằm trong tay anh ta. Không thể để liên lụy đến bạn bè. Dạ Lăng Hàn, tôi cầu xin anh. Bộ dạng cầu xin người khác của em luôn qua loa vậy sao? Anh muốn thế nào? Lấy lòng tôi. Tôi vui rồi, sẽ thả họ. Anh ta vẫn luôn tìm kiếm nơi này, nghĩ đủ mọi cách để tìm ra mình, chỉ để làm nhục mình. Nhưng bây giờ ngoài nhẫn nại ra, không còn lựa chọn nào khác. Chẳng phải anh muốn giày vò tôi sao? Vậy thì tới đi. Có phải là tôi làm rồi, anh sẽ thả Hạ Nguyên Đáng và Hạ Khang An? Đương nhiên. Thứ mà anh muốn chỉ có em. Đem hai người họ ra ngoài. Rồi có một ngày tôi sẽ trả lại hết tất cả những gì đã phải chịu đựng. Hồi trước khi chúng ta vẫn ổn, em chưa từng chủ động với anh đến vậy. Sao hôm nay lại biết điều đến thế? Kỷ Nhiên, nhìn anh đi. Nói cho anh biết, trong lòng em vẫn còn có anh. Không thể nào. Không thể nào có chuyện đó nữa. Hôm nay Nhiên Nhiên đã mở lời xin tha thứ. Tôi sẽ bỏ qua cho hai người. Đừng để tôi nhìn thấy cậu lần nữa. Dạ Lăng Hàn và Vân Tử Thu là cùng một loại người. Cho dù mình và Kỷ Nhiên có làm gì cũng không thể thoát khỏi vận mệnh này. Hạ tiên sinh, cậu có thai rồi. Tôi vẫn còn đi học. Tôi đã kiểm tra số liệu sức khỏe của cậu, vô cùng thấp. Nếu cố ý làm phẫu thuật, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mong anh hãy giúp tôi che giấu thân phận của đứa bé này. Tôi sẽ khai sinh cho thằng bé bằng tên của anh trai tôi. Nếu Vân Tử Thu hỏi đến, xin anh đừng nhắc đến đứa bé. Loạt xoạt. Tìm thấy rồi. Chú nhỏ. Vân Tử Thu, tôi vẫn không thể nào quên được anh. Nhưng nếu Vân Tử Thu biết về thân phận của An An, liệu anh ta có đến mang thằng bé đi? Nếu thật sự có ngày đó, mình sẽ không thể tranh giành lại nổi với anh ta. Cũng giống như Kỷ Nhiên sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi vòng tay của Dạ Lăng Hàn. Nên cắt đứt mọi thứ, nói tạm biệt với quá khứ. Chú này đẹp trai quá.